Wow. Nhìn con Rekton nó chiến trường. Nhưng mà phải 10 tiền á. Không, 10 tiền là hỏng á. Cho con Swain và kích Nosurt. À ừ nhờ. Như vậy là mình kích được cả Surimai cả Nosurt luôn với con Swain này. Ờ nhờ. Ê, tính ra bạn Thái. À không, đó là tại tôi kém thôi chứ không phải là bạn ấy tinh đúng không? Ai cũng nhận ra đúng không? Chỉ mình tôi không nhận ra rồi đúng không? Chỉ có mình tôi không nhận ra chứ ai nhận ra mà đúng không? Ừ, chắc vậy ạ. Con này không? Cho bạn lựa chọn trước này. Thích con gì bạn lấy con đấy. Tôi nhặt con còn lại. Được chưa? Xả láng chưa? Nguyễn Thành Nam thấy Nguyễn Đức Mạnh ok với Nguyễn Thành Nam chưa? Quá ok. Up level cho con này vào. Ui. Mà fuck nhiều hệ luôn ấy. Cấp 5 ha. Bài khỏe ha. No regret. Chơi là không có hối. Một phát kích bốn hệ luôn. Damn. Chơi cặp hà thì chơi. Bài nó nhiều tiền điên. Ghép tiền lúc đầu nó nhiều tiền điên anh em ạ. Trời ơi. Lần này mà thua nữa thì bịp. Cái bỡ. Đây, lần sau tôi sẽ lên con này với con này 2 sao này. Xong rồi chúng ta sẽ bú win streak luôn này. Tôi này thậm chí là ta ra một con 4 tiền luôn. Nó có thể là con Nasus. Nhưng mà tôi sẽ không bắt con Nasus đấy, các bạn biết là sao không? Bởi vì con Nasus này nó không thể nào cùng lúc kích được hai hệ như mấy con đang có trong sân. Tất nhiên nó sẽ không ra như vậy rồi. Tôi đoán được mà. Nó mà rằng này sớt nữa là lỗi game. Đẩy nhanh tiến độ ra skill cả. Đừng cho nguyên sàn cả. 6 con mồm. 6 con. Ê đúng rồi nhở. Bây giờ tôi sẽ bắt 4 tiền ha. Nhỡ tự nhiên turn 3.2 ra xoay bài tự động. Xong tôi có 5 tiền nhở. Nghe có vẻ hợp lý anh em ơi. Ừ, hợp lý. Mất 4 tiền. Được này. Mất cái hệ nó sớt nhưng mà tự nhiên nó lại được. Khi nào cái này ngon hơn không? Hoặc là ít ra cũng phải bỏ nó ra để mình eco cho nó đủ tiền đúng không? Đúng không? Thích thì mình có thể chuyển sang bài pháp sư đa chú được mà. Bài pháp sư được mà. Đồ mình đang rất là đẹp rồi. Ủa.
lướt với chúng tôi, lướt với chúng tôi, nên xuất hóa khổng lồ của chúng tôi. Tên này up swing 2 lên level luôn, có một con Zavan up level luôn không? Không bắt con set bỏ kèo thì sao anh ơi ạ? Chỉ cần có hai con đấy thôi mà. À không, ý của bạn ấy là phải chơi bằng cái kèo đấy chứ. Ai lại chơi vậy các bạn? Ấn này thì cũng bình thường. Một ngon quá. Cả hai cái đều ngon. Một hay ba anh em. Tôi không định lấy cái hai. À kèo là của em à. Một à. Một được. Đây là một bài Azir nhưng lại carry bằng luck thì nghe nó hơi đần. Nên là mình sẽ đánh một bài bằng con luck này luôn và up level kiếm Ari để carry được không? Đánh một bài pháp sư phù thủy tối thượng. Không, tôi đang nghĩ tới việc là chúng ta sẽ bỏ cái bài ấy đi á. Tôi đang nghĩ... Chết rồi, gặp đúng bài khỏe rồi. Tranh thủ tận dụng cái lúc mình lên level. Pin cả ba con bài tôi đang định nhặt luôn. The fuck. Đừng. Ok. Sao lại pin cả ba con tôi đang định nhặt vậy? Damn. Tôi mất cái nước mắt luôn. Tôi mất cả cái nước mắt luôn. Ông này ác với tôi dữ.
À chia thay cho Timo cũng được. Lấy được cái Surima nhưng mà tôi đang định thay hết cái dàn tanh của tôi sau cái round này ấy. Up level được rồi ấy nhỉ anh em nhỉ. Nói chung bây giờ con này mà lên 2, con này lên 2 là ok này. Là ok, là cái bài ở tuyến trên của chúng ta là ok la này. Cảm ơn Đoàn Nguyễn nha. Top 1 100 máu hai ván này thì ủa khó thế. Ok bạn ơi, cảm ơn bạn nhiều ạ. Lên level tôi đang dự định là kẹp Timo, lên level nữa tôi kẹp con các ma, tôi lấy hiệu triệu nhân luôn. Tôi sẽ đánh theo 3 Ionia và hiệu triệu nhân, kết hợp cùng 4 phù thủy thượng và kẹp với quân sư. Tôi dự tính cái form của tôi nó sẽ là như vậy các bạn ạ. Rồi quên lên 2 này. Giao điện static này, có nào set rồi, hơi thừa. Mình dự tính là như này nhá. Lên level bây giờ mình sẽ kẹp con Timo hoặc con Kakma luôn. Nếu con Kakma mình sẽ có 3 Ionia, con này của mình sẽ được kick off là hồi 3 năng lượng mỗi giây. Nghe rất là ok la. Con Veo Code thì khả năng mình không cần, mình sẽ chỉ đánh bằng 4 phù thủy thượng như này thôi, đúng form như này thôi. Mình không hơn, không kém. Không tham thêm một tí nào nữa cả. Một 100 máu, 100 triệu cái gì đấy bro. Thôi nào. Tôi biết là bạn không có niềm tin vào tôi rồi, nhưng mà cần gì phải chôn tôi vậy. Nghe nó buồn phiền ra. Muốn top 1 100 máu thì nên lấy cái 1. Còn muốn mà lên được bài thì phải có cái kia. Bài này khỏe quá. Bài này mình thua. Bài này mình không đủ đam sốc. Bài này mới lên level 8 thôi mà roll đỏ thế. Quân sư thì cho cả team Ionia thì chỉ cho Ionia thôi. Có vẻ là quân sư nó sẽ hơn so với Ionia nhỉ. Bản thân của con đấy nó không ngon lắm. Bản thân các ma nó sẽ lên được mana hiệu triệu nhân, nhưng mà nó không ngon bằng con này không. Có khi nào như này nó sẽ ngon hơn không? Mốc 4 quân sư nó sẽ ngon hơn không? Thực ra cả hai cái mình đều đánh giá ngon như nhau. Bởi vì có hiệu triệu nhân thì boost mana cho cả team, và Ionia cho những con Ionia khỏe hơn. Nhưng cái này thì là tăng đam cho dàn dưới và tăng thủ cho dàn trên. Cả hai cái đều ngon.
trừ 20 jack cái gì gớm nữa mấy ông. Cơ bản là bài phép này là không thể làm được top 100 máu rồi các bạn, không có gì phải nuối tiếc cả. Con Hammer ngon nhỉ. Nhặt được con Hammer thì khá ngon đấy. Sao lại được? À bạn ấy keo à? trêu thôi bro. Cảm ơn bro. Cảm ơn Eggman nhá. Yes, bạn ấy keo mình con ấy luôn. Là ở đâu cũng có người tốt và người này người kia ha. Đây từ từ nhá. À đây là một con Raidan. Raidan không quá value. Ủa, bạn này lịch sự đấy, còn lốc con ấy của mình nữa, chết mất nhiều máu ra. Cứ lốc bình thường thôi. Nhường chi. Mất nhiều máu lắm. Ê cô lên level đi anh em ơi. Ok cảm ơn Sơn Lê nha. Ok cảm ơn em, cảm ơn em. Top 1 lán này cũng đã đủ khó rồi đúng không? Nói chung là bây giờ nếu như mà để an toàn ấy thì mình nên roll lấy một con Javan 2 để tránh trường hợp bị cast Javan. Bởi vì lobby này hiện tại cũng đã khá nhiều Javan rồi. 3 này. Rồi là 4 rồi này. Bạn này cũng level 8 đấy. Rồi bạn này là 6 rồi này. Đó, thì mình nên roll một con Javan 2 trước khi mình up level. Như vậy thì nó sẽ chắc cốp hơn. Van bạn ở bên phải luôn, mình để ngay thì sẽ hơi liều nhưng mà cứ để. Bạn đổi sang bên trái luôn, đéo ngon. Thế nên mình nên để con Nari ở bên kia để cho nó hút mana của con Javan nhỉ. Đó, con Javan sẽ đóng lồng xấu, sẽ là một turn chiếu nguyên nhà. Mình đổi quả sang phải chất lượng quá. Ở đâu có người tốt là Đức Mạnh à? Điệt có vợ Dương Phạm nữa. Anh em đâu? Mất đầu làm việc. Nó dám cho chị Đức Mạnh vào đấy kìa. Cày vãi đài. Ê lên level bây giờ các bạn nghĩ là tôi kẹp một Ionia ngon hơn hay là tôi kẹp con này ngon hơn? Có khi nào là Azir không? Để anh em mình lấy hẳn 5 quân sư cho dàn tanh của mấy anh em mình trâu hẳn. Xong rồi dàn sau của anh em mình cũng trâu hẳn không? Các bạn có nghĩ là Azir sẽ ngon hơn so với việc là kẹp một con đấy không? Năm quân sư nó sẽ cộng dàn sau là 70 AP và dàn trước là 800 khiên. Một cái diệt và một cái máy chiếu khá ngon. Quyền năng và vô cực vứt đi. Diệt máy chiếu, yes sir. Khó quá. À có tính BL lại ở VCS năm sau hoặc CKTG năm nay ca. Anh cảm ơn giữ lời hứa nhá. Anh giữ lời hứa với em là anh có tính và có cơ hội, có khả năng cao là có làm. Anh cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn giữ lời hứa. Giữ lời hứa luôn đấy.
Nãy giờ Ari một con, bởi vì mình mới có level 8 mà mình đâu có roll nữa đâu. Mình level 8 mà mình không roll. Nên là đương nhiên là nó phải khó thôi Đỗ Huy. Ý là Đỗ Huy là cà khịa khó, roll khó thật, khó. Khó điên luôn đấy chứ. Em, anh biết mà. Mạnh chậm hiểu thế. Ý là nó khịa. Nó khịa vụ roll của con Ari. Hiểu. Là tại anh Mạnh chậm hiểu thôi. Damn. Anh Mạnh đần vãi đái. Bây giờ gặp hai bài Ari hơi mệt. Donate như nào để huyền tên và nhạc như vậy à? Donate cho qua player đua dân Lê ơi. Cảm ơn dân Lê nhiều nha. Cái bài này nhìn phèn phèn đây mà khỏe nhỉ anh em nhỉ. Ừ thì tôi cũng đang phân vân trong việc lựa chọn là hiệu triệu nhân và quân sư mà anh em. Tôi cũng đã chốt đâu. Nói chung mình chỉ cần bay bài này thôi, bài này mình không cần bay đâu. Mình cần bay bài này là chuẩn bài nhất rồi. Ok, chiếu con lắc đẹp quá rồi. Hai hiệu triệu thì đương nhiên là cộng cho cả team, nhưng mà ý là năm quân sư thì nó sẽ cộng đam sấp cho cả team luôn. Còn hai hiệu triệu thì nó sẽ kích thêm Ionia. Nói chung là con nào nó cũng sẽ kích được nhiều hệ các bạn. Nói chung là con nào cũng ngon hết đó. Thì nó cũng đáng để chúng ta phân tâm, phân vân, tính toán. Không be bài này cái thua luôn. Nhưng mà chúng ta biết là sau cái tơ này, tơn sau chúng ta sẽ gặp bài kia rồi. Có một cái vút rồng nhưng không có. Ra ngoài nữa. Mất luôn này khăn này. Này khăn không biết là nó có à không, làm sao đã chuyển nó cho ta van được đúng không? Nó mới chuyển vẫn là con lắc mà. Vấn đề của bài này ý, chỉ cần là đủ tanh để cho con Ari nó cắt được chiêu lần 3 thì là nó sẽ có đam. Cái câu chuyện nó là như vậy. Chắc chắn là tuần này mình gặp bài này rồi. Mình cho này ra ngoài đi. Và sau đấy mình chỉ cần căn con này thôi. Bài này có ra van đúng không? Mình bắt buộc phải tách cái bài ra. Đóng lồng đâu thì đóng. Anh dùng con Galio để thay con Sona vừa thêm tanh vừa kích hiệu triệu. Nó mất cái phát sư đa chú, kích attack speed cho team cũng là một sự mất mát lớn mà. Tất nhiên là nó chọn về mặt tộc hệ nhưng mà con Sona cũng là một sự lựa chọn không tồi đâu em. Tí nữa chúng ta test tính hiệu quả thôi. Còn bao nhiêu máu x2? Ui! Ok, cảm ơn Sân Lê nhá. Anh cảm ơn Sân Lê nhiều nha em ơi. Ui, lên level vội không? Từ nhá. Bài này mình thắng được, không cần lên level vội. Hay là lên luôn nhở? Máu anh em ơi, máu tiết kiệm cái máu cái à, cơm gạo cái. Mất chiều của lắc rồi. Này có vận thắng. Tôi thấy như này cũng ngon này. Như thế này thì con Ari nó lên mana rất là nhanh. Bởi vì nó vừa được nội tại của Ionia được cộng 3 mana năng lượng mỗi giây. Và nó lại còn được tăng thêm 5 mana đến từ hiệu triệu nhân nữa. Thế nào cũng ngon các bạn ạ. Thế nào cũng ngon. Một trong hai phương án thì phương án nào tôi cũng thấy ngon hết. Phương án này thì chúng ta sẽ có dàn tanh khỏe hơn và sốc được nhiều đam hơn.
Còn phương án kia thì chúng ta sẽ có được nhiều mana hơn để lên chiêu được nhiều hơn. Nhưng mà tôi phân vân quá. Game nào gặp bug cũng tố cáo không biết bay ác không? Các bạn phải đặt niềm tin chứ, đúng không? Bài lên con Ari 2 clear đá quần luôn á. À, bài lắc khỏe quá. Bài lắc này hơi kinh. Ok, nhận được kèo 50k của Dương rồi nhá. Dương ơi, cảm ơn em nhiều. Tự tay bóp dài chưa? Dở chưa? GG! Yes sir! GG baby! Một ván pháp sư Mancomer nó nhãn chưa? Một ván pháp sư Mancomer nó nhãn cho anh em chưa? Tuyệt vời với một trận áp pháp sư chưa? Trận pháp sư này phải gọi là đỉnh cao võ học luôn đấy các bạn ạ. Không có Swain 3 up level đánh ở level 9 một bài Ari. Ari 2. Tuyệt vời!